Mời các bạn chú ý lắng nghe phần 5. Ông bác quá vợ và gái một con. Buổi tối ăn cơm xong, ông lại muốn nàng lần nữa nhưng Nhung không đồng ý, mãi tới lúc con trai sắp về mới chịu thôi đòi nữa. Nhung tự hỏi, không biết một ngày cho ông Hiếu thoải mái thì ông như thế nào nhỉ? Nhưng vừa leo lên giường thì điện thoại khẽ rung, Nhung biết thừa lại ông Hiếu háo sắc đây mà. Nhưng lần này Nhung không cho mà cứ để cho ông thèm thật nhiều. Nhưng Nhung nói một đằng lại thực hiện một nẻo hôm sau nhung với ông hiếu lại dính với nhau cứ như sam kể từ đó bất cứ lúc nào có thể là ông hiếu lại điên cuồng các vũ điệu cùng với nhung nơi nào trong nhà cũng có thể là nơi để hai bố con ca hát và nhảy múa từ phòng khách phòng tắm trong bếp cầu thang ban công sân thượng nơi nào cũng lưu lại dấu vết của những điểm nhấn mang màu sắc riêng biệt nhung không phải là người đam mê chuyện giường chiếu nhưng mỗi khi ông hiếu muốn là nàng lại ngoan ngoãn hòa với nhau thành một chỉ cần tránh được ánh mắt của đạt và con là nàng lại thoải mái hết mình hai người như mảnh ghét còn thiếu của nhau một kẻ thiếu vợ một người thiếu chồng ông hiếu được thỏa mãn về những gì còn thiếu thốn ngoài ra là hơi ấm của người vợ nhưng được bù đắp về tình cảm hôn nhân về sự quan tâm của chồng trong đó cũng có thể là cả chuyện chăn gối nữa hai con người đều thiếu thốn lao vào nhau trong vòng xoáy đầy tội lỗi ông hiếu đắm chìm trong những tháng ngày sung sướng nhất trần đời đắm chìm trong tình yêu vô tận cùng con dâu 13 năm sau người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng cổng mở nàng ngoái đầu ra gọi thành về đấy hả con rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm vâng thành đi lên gác cất ba lô sách vở thay đồ rồi xuống nhà rửa mặt nó ngồi ở bàn ăn đợi đôi mắt không kìm được bèn khẽ lướt trên người đàn bà trước mặt Mẹ nó lại quần đùi ngắn, cùng đôi chân trắng hồng cứ đập vào mắt làm nó không sao rớt ra được. Phía trên là chiếc áo bó sát gần giống áo hai dây, phần lưng khoét rộng. Hôm nay là màu xanh nước biển. Nó tự nhủ trong đầu, cũng không biết từ bao giờ nó lại có hứng thú với màu sắc áo của mẹ nó đến vậy. Lúc mẹ nó xoay người lại tiến về phía này, trong người nó có cảm giác khó tả. Nhung đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi bảo con trai nay ông nội đi ăn đám rỗ tận dưới quê có hai mẹ con mình ăn cơm thôi thành cầm đũa tập trung ăn cơm vội xua tan mấy ý nghĩ trong đầu cô bin của mẹ dạo này hơi đen thì phải hay đi nắng lắm à đã bảo đừng gọi con như thế rồi thành cằn nhằn khi mẹ đưa tay sờ má nó nhung cười cười rồi cùng con trai ăn cơm thằng bé con năm nào giờ đã lớn tướng như thế này rồi thành cố tập trung ăn cơm nhưng chỉ được một lúc mắt nó lại liếc trộm xuống dưới thành biết có những hành động như vậy là không nên nhưng nó không sao kìm được do tính chất công việc nên mẹ nó hay ở nhà vì hay ở nhà nên cách ăn mặc vô cùng thoải mái mẹ nó toàn mặc những đồ ngắn và bó sát như quần đùi váy ngắn áo thun áo hai dây thi thoảng còn mặc cả váy ngủ nữa những đường cong cứ phơi bày làm nó không muốn nhìn cũng không được mà mỗi lần nhìn thì nó lại giống thằng ông nó có lần mẹ nó đi qua trước mặt làm nó đứng ngồi không yên thành thầm than khổ khi có bà mẹ trẻ đẹp nhưng lại hơi vô tư như vậy có lúc chỉ muốn nhắc mẹ nhưng rồi lại thôi thành đâu hề biết mẹ nó ăn mặc như vậy một phần vì thoải mái một phần vì ông nó muốn thế nhung càng mát mẻ thì ông hiếu càng nhiệt tình ông còn bảo nàng khi nào chỉ có hai bố con ở nhà thì cứ quay về thời tiền xử đi cứ như thế ba mẹ gợi cảm vô tình làm đứa con trai khổ sở với những ham muốn của tuổi bè gãy sừng trâu. Thành trằn chọc mãi không ngủ được, đã hơn một giờ rồi mà mắt nó vẫn mở thao láo. Lúc tối mấy đứa bạn có rủ đi uống nước tán gẫu, Thành cao hứng thế nào lại uống cà phê, hậu quả là giờ cứ tỉnh như ban ngày. Thức đêm thì lại đói bụng, Thành tặc lưỡi mò xuống nhà xem có gì ăn không. Vừa bước xuống hết cầu thang, nó chợt nghe những âm thanh lạ những âm thanh khe khẽ vọng cứ tưởng là từ nhà bếp nhưng nhẹ nhàng xuống đến nơi lại là từ nhà tắm thành chưa hiểu là gì nên rón rén bước lại gần cửa phòng tắm ghé tai lắng nghe chắc là bố đang làm gì thì phải thành tự nhủ trong lòng bỗng thấy hồi hộp khó tả hay là hơn chục năm nay rất ít khi nó nghe thấy tiếng bố mẹ cùng với nhau nhưng thành sốc quá không phải tiếng của ông nó là cùng một người mà thành lại cũng chẳng ngờ nó đứng đờ ra tại chỗ như không tin vào tai mình chẳng nhẽ ông nội và thành không dám nghĩ thêm nữa mà quay người bước lên cầu thang tiếng mẹ nó lại láng thoáng đi cả ngày mệt rồi còn không chịu nghỉ ngơi ham vừa thôi cả ngày chưa có được sao chịu nổi lần này dù bước chân sắp về phòng nhưng thành nghe rõ mồn một đúng là tiếng của ông nội và tiếng của mẹ cảm giác bằng hoàng sen lẫn hồi hộp chợt dâng lên nó thực sự không dám tin nhưng khi nghe hai người nói đi ra ngoài thì thành không tin cũng phải tin vậy là ông và mẹ nghĩ đến thế thành cũng nhiều cảm xúc tăng lên của chàng trai mới lớn chỉ đến khi thấy yên lặng thành hé mở cửa ra thì mọi chuyện đã xong không biết từ bao giờ chợt tiếng mẹ nó lên tiếng muộn rồi vào trong đi thành thấy ông nội cười rồi nói khẽ tuân lệnh vợ yêu thành đợi ông đi vào trong một lúc rồi mới rón rén đi ra ngoài để uống nước. Phòng của ông nội ở dưới tầng 1, còn phòng của bố mẹ và của nó thì ở trên tầng 2. Chính ông Hiếu đã chủ động lựa chọn như vậy để cho phòng mình cách biệt với phòng con trai và cháu, có như thế ông mới thoải mái thích làm gì thì làm. Suốt hơn chục năm qua, ông đã thỏa thích không biết bao nhiêu lần trong căn phòng này. Sau bao nhiêu năm ông Hiếu vẫn như vậy, vẫn muốn nhiều đến khó tả. Dù đã hơn 60 rồi mà ông vẫn sung mãn như trước, chỉ kém có chút ít, lúc nào cũng muốn cùng với Nhung. Nhung cũng vẫn thế, vẫn nóng bỏng xinh đẹp đến mê hồn. Thời gian dường như có tác động quá ít tới Nhung. Nhìn nàng, cảm giác thời gian mới chỉ trôi đi 2 đến 3 năm chứ không phải 10 năm. Vẻ thanh xuân tươi trẻ cùng cơ thể gợi cảm khiến ông hiếu ở tuổi trên 60 lúc nào cũng muốn nàng. Đời sống sung túc khiến hai bố con luôn vui vẻ yêu đời chính vì vậy cả hai trông mới trẻ hơn tuổi rất nhiều đêm đó thành trằn trọc mãi không sao ngủ được bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu ông và mẹ đã bắt đầu từ bao giờ bố nó có biết không sao nó không nhận ra sớm hơn nhỉ cảm giác như thế nào cùng với đó là hình ảnh của mẹ cứ hiện ra trong đầu kể từ ngày hôm ấy thành để ý đến mẹ nhiều hơn tần suất nhìn mẹ của nó ngày càng tăng cứ ở gần mẹ hay mẹ không để ý là mắt nó lại dán vào mẹ. Những đường cong nóng bỏng khiến thằng tuổi đang biết yêu lúc nào cũng dạo dực cả người. Đêm xuống nó lại âm thầm xem ông và mẹ có vui vẻ với nhau không. Hóa ra cứ đêm đến là mẹ nó lại ăn mặc vô cùng gợi cảm rồi xuống phòng ông nội. Cũng có lúc ông nội như không chờ được mà chạy lên cầu thang. Đa phần mẹ nó sẽ mặc mấy cái áo rất là mát mẻ. Cứ mỗi lần thấy ông nội mở cửa phòng là nó biết có chuyện nhiều hôm thấy mẹ nó vào trong đóng sầm cửa lại là thành lại thấy ghen tị không chịu nổi chủ yếu là hai người sẽ vui vẻ ở trong phòng thi thoảng nổi hứng là bà đâu ở đó chứng kiến mẹ và ông khiến thằng nhóc mới chập chững bước chân vào đại học ngày càng đầy tham vọng lớn suy nghĩ của nó cũng vì thế mà bị cuốn theo những khao khát được yêu và muốn được nếm trải nó muốn được như ông nội nó muốn được vui vẻ thành chỉ có thể thỏa mãn bằng cách tự tìm nơi sáng tác những hôm không thấy ông và mẹ nó đành về phòng mở điện thoại ra và xem phim trên mạng. Thành đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra mình được là người đàn ông chiến thắng. Dần dần, cảm giác mẹ con của Thành ngày càng yết đi, thay vào đó là cảm giác giữa đàn ông và đàn bà. Cứ như thế, ngày qua ngày, Thành vừa ghen tị với ông nội, vừa sống trong nỗi thèm khát chuyện giường chiếu, thèm khát chính cả mẹ. Thằng nhóc mới lớn không sao xóa đi được những suy nghĩ tăm tối ở trong đầu thấm thoát lại một năm nữa trôi qua. Thành đang học năm hai trường đại học trong thành phố. Bây giờ thành ngày càng cao lớn phồng phao, nó đã cao hơn mẹ tương đối nhiều, ra dáng một thanh niên trưởng thành. Theo thời gian cái gì cũng lớn hơn và ham muốn của nó cũng chẳng thay đổi gì, mà chỉ có ngày một tăng thêm. Từ ấy thời gian biết ông và mẹ khiến nó trở thành một kẻ luôn thèm muốn thật sự. Và khi muốn phải tìm cách thỏa mãn, sang năm hai thành đã mạnh dạn hơn, tán tình mấy đứa con gái cùng đại học, với hy vọng nếu thành công sẽ được hưởng thụ cảm giác giống ông nội. Kiến thức về chuyện đó của nó dù không uyên thâm, nhưng cũng đủ biết con gái càng trẻ thì nhiệt huyết càng nhiều. Nó đang theo đuổi một đứa cũng khá xinh, cơ thể đầy đặn mơn mởn, dù chỉ mặc đơn giản mà những đường cong vẫn hiển hiện đầy quyến rũ. Quan hệ của hai đứa cũng khá tốt, nhắn tin nói chuyện rất vui vẻ, cô bé không có vẻ gì là nói chính nó cả. Thành đang đợi cơ hội để mời cô bạn đi chơi nếu thành công sẽ là một bước tiến lớn vì nó biết một vài thằng cũng đang nhăm nhe tán tỉnh cô nàng hôm nay học cả ngày tan học thì trời đã xế chiều thành ở lại trực nhật xong mới ra về đang dạo bộ trên đường thì nó chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen cô bạn cùng đại học mà nó đang tán tỉnh ngồi trên xe máy một thằng con trai hình như là khóa trên chiếc xe đó phi vào nhà nghỉ thành hơi đờ người ra rồi nhanh chóng hụt hẫng sau đó là thất vọng Hóa ra là hoa đã có chủ rồi, vậy mà nó còn mơ tưởng. Trai gái vào nhà nghỉ thì chỉ để. Nghĩ vậy làm Thành vừa tức vừa ghen tị, vậy là thằng khác được hưởng thụ của đứa con gái kia rồi. Nó chậm chân mất rồi. Đêm đó Thành lại không được chứng kiến ông và mẹ, chỉ thấy ông nội vội vã cùng mẹ nó vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Đêm đó nó lại trằn trọc suốt đêm, cảm giác như bị hớt tay trên dù nó và cô bạn kia chưa có gì. Cảm giác thua cuộc khi tranh giành đàn bà vẫn là cảm giác khó chịu nhất đối với một thằng đàn ông sáng hôm sau thành vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh răng rửa mặt xong nó lại nằm ườn ra giường không muốn dậy cứ nghĩ đến con bạn cùng học kia là nó lại thấy ấm ức khó chịu nghĩ đến cảnh thằng kia được cô bạn xinh đẹp được hưởng cơ thể đó được thưởng thức cái đẹp nhất của người con gái cảm giác ghen tị lẫn bực bội cứ thế dâng lên dồn dập nó chỉ muốn đập phá cái gì đó để giải tỏa Đúng lúc này mẹ nó đi vào phòng. Dậy chưa? Tháo vào gối với ga giường ra để mẹ giặt nhé. Nhung đến bên giường con trai túm lấy màn cuộn lên. Thành mở mắt nhìn mẹ. Tất cả lại đập vào mắt nó khiến nó vô cùng khó chịu. Vẫn là kiểu ăn mặc mát mẻ đó làm nó bực tức vô cùng. Rồi rất nhanh chóng mẹ nó đi ra khỏi phòng mà nó vẫn còn ngần ngơ. Thế rồi Thành ngồi bật dậy. Những ý nghĩ hỗn loạn liên tục vần vũ trong đầu nó tại sao tại sao ông nội thoải mái mẹ nó đến như vậy tại sao thằng kia được con bạn cùng lớp nó tại sao ai cũng được còn nó thì không tại sao thành thực sự bị kích động những ý nghĩ điên cuồng bắt đầu xuất hiện nó nhìn cái điện thoại mắt như rực lên ánh lửa nó đã quyết tâm rồi thành dứt khoát đứng dậy đi một mạch ra ngoài mẹ nó đang nấu ăn trong bếp thành không một chút lưỡng lự nó tiến đến phía sau vòng tay quàng lấy mẹ nhung cảm giác mềm mại đầy đặn này hương thơm cơ thể này nhanh chóng làm nó có cảm giác lạ kỳ nhung đã quen bị ông hiếu ôm từ sau nên không bị giật mình đến khi nhìn xuống thấy cánh tay đang ở eo mình mới nhận ra nàng ngạc nhiên ngảnh lại thành hà con thành không nói gì nó cứ để yên với vòng tay đấy thấy tay con trai có dấu hiệu bất thường nhung mới như bừng tỉnh vội vàng giữ tay nó lại con làm cái gì thế thành bây giờ mới chịu mở miệng nó ghé tay mẹ nói thật chậm rãi ông nội vẫn làm suốt được mà cái mũng trong tay nhung rơi xuống nền nhà đánh choang một cái nàng đờ người ra như không tin vào tai mình con nói cái gì vậy mà bỏ tay ra ngay nhung như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thằng thành đang muốn nàng ư nhung hơi hoảng loạn thật sự không còn cách nào khác nàng đẩy mạnh con trai ra rồi tát nó một cái thật mạnh thành lúc này mới chịu ngừng lại mắt nó như có tia lửa đỏ rực con làm cái trò gì vậy sao ông nội được làm còn con thì không câu hỏi của con trai làm nhung giật bắn mình hóa ra vừa nãy nàng không nghe nhầm con nói gì mẹ không hiểu nhung bối rối chuyện của ông và mẹ con biết rồi nhung như kẻ cắp bị bắt tại trận cảm giác hoang mang tột độ thằng bé biết rồi sao biết đến mức nào mẹ và ông đâu có chuyện gì Nhung vẫn cố phủ nhận. Thành khẽ cười rồi lấy điện thoại ra, thao tác vài cái rồi đưa cho mẹ. Nhung run rẩy đón lấy. Giây phút đó, Nhung như chết lặng. Tay Nhung run rẩy như muốn làm rơi điện thoại. Nàng cố gắng lướt xem tất cả. Hẳn nào, bảo sao dạo này nàng thấy con trai có vẻ gần gũi mình hơn. Đang đứng nấu ăn hay rửa bát nó cũng mon men đứng gần, ngồi ăn cơm nó cũng xích lại gần hơn, hóa ra đều có mục đích cả nhìn điện thoại thành đưa mà nhung mới bằng hoàng nhận ra đứa con trai đã muốn có mẹ nó từ rất lâu rồi thành lấy điện thoại khỏi bàn tay run rẩy của mẹ rồi chẳng nói một lời nhung bấy giờ như người mất hồn khi thấy thành bắt đầu lại tổng tấn công dừng lại mọi chuyện không như con nghĩ đâu dừng lại thành như không nghe thấy gì thành dừng lại ngay mẹ nói có nghe không dừng lại Nhung bất đắc dĩ phải đẩy con trai, Thành hơi khựng lại, rồi nó nhìn mẹ bảo. Hai con cho bố xem nhé, cho cả ông bà ngoại xem nữa. Con. Nhung cứng họng không nói được gì, nàng hoàn toàn bối rối, bây giờ nàng đang bị con trai nắm thóp rồi. Thành bất chợt ghé tay mẹ nói nhỏ. Cho con giống như cho ông nội là được. Câu nói của con trai khiến Nhung rùng mình. Thực sự nó muốn nàng sao? Đứa con trai nàng yêu quý lại có thể nói ra những lời này nhung đờ đẫn không nói được gì nàng thực sự không biết nên làm gì nói gì bây giờ là do nàng với ông hiếu là do nàng phạm lỗi trước nàng chẳng còn tư cách gì quát tháo con trai cả cơ thể nàng dần mềm nhũn trước của con trai thấy mẹ không phản đối thành không bỏ lỡ cơ hội thành dừng lại đi nhung vẫn yếu ớt căn ngăn thành nhưng bây giờ nó không còn là đứa con bé bỏng của nàng nữa rồi nó chỉ là một thằng con trai đang rất muốn đổi đời giây phút đó nó như lạc vào thế giới khác nó như vỡ tung vì sung sướng hóa ra là như thế này hóa ra ngày nào ông nó cũng được như thế này giờ nó đã được trải qua cảm giác của ông rồi nó đã được biết như thế nào là cái mùi đời nụ cười thỏa mãn khẽ xuất hiện trên gương mặt nhung không nói gì chỉ nằm im lặng giờ nàng thực sự không biết nói gì cả đứa con trai bé bỏng ngày nào đứa con trai mà nàng luôn yêu quý đau đớn thất vọng bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi chợt thành lên tiếng ngày nào cũng phải cho con đấy nhung không nói gì ngoảnh mặt sang bên mãi một lúc sau nàng mới khẽ nói để mẹ suy nghĩ câu trả lời nửa có nửa không của nàng làm thành mừng rúm chẳng cần phải nói rõ ra sự việc đã đến mức này rồi nếu muốn phản đối thì cũng đã muộn nó đã được mẹ nó rồi đâu thể quay lại được nữa ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa mang theo cả những cơn gió nhẹ nhàng thanh mát một chú chim nhỏ đậu trên bậu cửa hồn nhiên đi lại không hề sợ sệt đơn giản vì hai con người đang mải mê vui với nhau hôm đó thành ở nhà với nhung đến gần trưa mới chịu buông sau khi đã thỏa thích dẫu sao nó vẫn chỉ là một thằng thanh niên hoi đang trưởng thành suốt cả buổi sáng là đã tới giới hạn rồi cô cậu thỏa mãn nằm ngủ ngon lành sau khi lao động đầy cật lực nó nghỉ cả buổi học chỉ để ở nhà cùng mẹ cả ngày hôm đó nhung như người mất hồn nàng vẫn không dám tin chuyện này đã xảy ra nàng ước rằng nó chỉ là một cơn ác mộng nhưng rồi nó còn đây nhung biết không có giấc mơ nào cả tất cả là hiện thực nàng đang nấu bữa tối thành đến ôm mẹ từ phía sau đừng vậy nữa bỏ ra đi. Đừng, ông với bố sắp về rồi. Nhung yếu ớt khi phản ứng với thành. Đúng lúc này thì có tiếng mở cổng. Nhung giật thoát vội đẩy con trai ra, thành cũng còn đủ tỉnh táo để chạy về phòng. Là bố chồng đi làm về, nhung thấy như được giải thoát. Ông cháu nhà này quả nhiên là giống nhau. Vừa vào nhà ông hiếu đã đi ngay vào trong bếp. Ôi nhớ vợ quá. Nấm ạ, nghỉ ngơi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Nhung cười tình tứ với ông Hiếu, hình như lâu rồi chưa tắm chung nhỉ. Thôi, anh đặt nhà con sắp về rồi. Nhung chưa nói hết câu đã bị bố chồng bế thốc lên đi thẳng vào nhà tắm. Nàng dĩ nhiên chả thể làm gì, chỉ biết giải rụa cho có lệ rồi cười mắng yêu ông. Chỉ thế là nhanh, cánh cửa phòng tắm đóng sập lại, sau đó là tiếng nước chảy suối xuống sàn. Bữa cơm tối vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ là đối với riêng Nhung thì có sự khác biệt thay vì một thì giờ có tới hai người cùng bàn luôn chăm chú để ý nàng tối cả nhà có mặt đông đủ nên cả ông hiếu và thành đều khó làm ăn gì được ông hiếu mới được con dâu lúc nên chưa thèm lắm chỉ có thành là thấy bất dứt không thôi cuối cùng nó đánh liều bảo mẹ mẹ lên chỉ bảo dạy con với con có bài thuyết trình cần hỏi ý kiến mẹ đúng chuyên ngành của nhung nên chả ai thấy vấn đề gì chỉ có nhung biết ý đồ của con trai nàng còn chưa kịp nói gì nó đã nhanh chân chạy lên phòng trước nhung đành thở dài đi lên theo vừa đóng cửa phòng lại thành đã kéo mẹ nhung vội vã đẩy ra nói con điên à bố với ông đang ở nhà đấy nhưng con thèm quá nhung khó khăn lắm mới đẩy được nó ra không được nhất định là không thấy mẹ